bố phạm một lần nữa là toi. Bố phạm lần nữa bố đi luôn. đi lâu lắm, khó ngày trở về. Để đây em lại cho. Không, nhưng mà cái chủ yếu cái dây á. Vừa nạp. Cái dây hả? Đây là đây đây à đây 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 đây. À. Ui giời. À, quá ngon luôn. thiết kế. Rồi. À, thiết kế qua chỗ xích qua đây ngồi đó mới thấy. Chào cả nhà. Hôm nay coi như là Chi Võ không còn like cho tên là cho like ké. Cho like ké. Xin chào tất cả các bạn. Đấy, coi như chạy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đây để cho Hà My like ké. Chúc mừng năm mới tất cả các bạn nhé. Ra cái nào thì nó đập đầu cái nấy, đập bé nhạy luôn. À, lấy cái này nặng hơn. À. Nó cứ chạy thấy không? Thì lấy cái gì kê nó đây nè. Rồi. Một cái bọc cung này nè anh. Đây nè. Đó. Đó. Thì ngang vậy nè. Đó. Trời ơi. Thông minh hả? Quá xinh. Có. Thầy ít nhất là vậy. Anh phải qua bên này ngồi mới thấy chứ. Rồi. Đó. Chủ yếu là em ấy chứ còn anh. À. Bây giờ like của anh sống rồi. Like của anh sống rồi. Like em thì chết từ lâu rồi. Hãy biết chào cả nhà. Chúc mừng năm mới. Hôm nay từ thành phố Hồ Chí Minh xuống để cho Hà My like kìa. Ngứa móm quá rồi. Nhưng mà mình like bây giờ coi như tất cả các nick thì là thằng Mắc cho xuống hầm cầu hết rồi. Thế xài nick hào quá. Mình thì bị giam 3 ngày cho nên là mới nó mới thả ra là 2:30. Vâng thôi mấy anh ba quê, bây giờ là em không dám chửi các anh nữa mà em chỉ muốn chửi mé mé thôi. Có chửi thì chửi mé mé thôi. Các anh căng cái óc ra tí các anh hiểu. Không, các anh hiểu. Chứ các anh mà ví dụ là não các anh phẳng là các anh không hiểu được. Đấy, giờ chúng em không dám chửi thẳng nữa. Em chửi thẳng em sợ. Ừ, chửi thẳng em sợ lắm. Đấy. Sáng nay coi như là Hà My còn mỗi một cái nick lên trên nhà Tân Thái bức xúc quá vì Tân Thái chửi Bác Hồ. Anh cùng chửi mấy câu thôi. Chúc mừng đất luôn. Cho đi luôn. Đúng là bọn này bây giờ nó mất dạy thật. Giờ anh em mình làm sao bay với Tân Thái này. Không, Tân Thái bay nhiều rồi chứ. À giờ mình làm bay lại thôi. Ừ. Giờ anh em mình hù nhau sao vô quốc cái thằng Tân Thái cho nó bay đi luôn. Đấy thì bây giờ em có ngứa miệng như biết nhưng mà không có chửi ra. Bay nít vào anh em bắt đèn thôi. Cho like không chửi đâu, mít của người ta không chửi. Rồi bây giờ mấy anh ba quê là bọn em để vút ve thôi. Đấy, chứ không dám chửi các anh. Các anh xuyên tạc đất nước vừa thôi. Thôi năm kỷ hợi này năm con heo. Cho nên là các anh nói chung là xuyên tạc bao nhiêu tháng ngày rồi. 40 gần 44 năm rồi. Cho nên là các anh có thấy lòng dân của Việt Nam có ấy không? Có ai nghe theo lời các anh không? À hôm nay Trung Vũ anh đi Đồng Xoài, cuối cùng anh ghé Sĩ An mà. Xong tối nó phải đi ở đây ngồi chơi một xíu xíu, tối phải đi bên Hòa với đồng chú. Nói chung là bọn mà ở bên kia chúng nó cứ xuyên tạc về đất nước Việt Nam, xuyên tạc về con người Việt Nam, xuyên tạc về cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhưng mà nói chung là chúng nó càng xuyên tạc thì mọi người dân Việt Nam càng ghét chúng nó hơn thôi. Chứ chúng nó chẳng làm được gì dân tộc Việt Nam. Đấy vừa rồi cái hôm 29 Tết ấy, chúng nó hô mọi người dân biểu tình lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, đúng rồi cái ngày hôm ấy mình bị ra bài. Bị em này lên chơi đảo này, bị em cộng sản lừa. Bị em cộng sản là lên xong bắt đầu em lên sau, thằng này nó hay lắm. Còn thằng Thái Thái bị em này lừa. À. Dân Nghệ An lừa. Ngay chỗ khổ luôn.
đấy suốt ngày chúng tôi nói coi như là lịch sử hết, thì coi như 2014 này, năm 2015, 16, 17, 18 suốt ngày cái hô cộng sản Việt Nam sụp đổ mọi người dân, nhưng mọi người dân ai người ta nghe nó đấy. Hôm 29 Tết rồi nó cũng hô coi mọi người, coi mọi người dân xuống đường tập trung ở đường Hoa Nguyễn Huệ, sau đó là kéo nhiều biểu tình là tổ đảng cộng sản. Đúng, mọi người dân coi đến vườn hoa Nguyễn Huệ đông thật, nhưng mà để là ngắm hoa thôi chứ đâu có chuyện biểu tình biểu tiếc gì. Mà mấy thằng này nó chẳng biết xấu hổ gì cả, nó đứt dây xấu hổ rồi, đứt dây xấu hổ. Cái chú có một lần về Việt Nam á, bị em lừa này, nói câu đó. Tân Thái bị thằng bị cộng sản lừa. Đáng nữa thằng này em lên trên chửi nó mà nó không bước em nè. Tân Thái bị em cộng sản lừa nè. Tất nhiên là khá hơn rồi. Việt Nam á, thì hiện tại nó đã khá lên. Hay là tồi tệ đi nha. Có dám là định chưa đến lần chú. Nếu như mà chú có bản lĩnh, không phải là nói là bản lĩnh đàn ông hay là gì, chú có suy nghĩ, chú về Việt Nam, chú đứng lên, chú đứng trước tất cả mọi người. Rồi, đây có 400 người, chú không phải lên lôi kẹo. Chú đúng thì chú đứng ra. Chú đứng lên đây là 400 người dân, người dân họ sẽ đứng lên, cháu yên tâm. Thì còn sản hơn là... Nhưng mà chú khẳng định là cháu không có thằng thà, cháu không ở bên Trung Quốc, cháu không ở Trung Quốc, cháu ở ngoài Trung Quốc à? Cháu ra quay cho chú, cháu ở Trung Quốc. Đang ở đúng lúc xin chị đi cháu. Cháu ra khỏi nhà chú. Cháu đang ở Trung Quốc. Cháu đang ở Trung Quốc. Cháu ở bên đây. Đây cháu. Tân Thái bị cộng sản rồi. Chú biết tuổi trẻ của các cháu khó thuyết phục lắm, khó thuyết phục không khó thuyết phục mà đâu cháu. Các cháu sẽ học cái nhân vật này. Còn nói với chú như thế này này, còn ai cũng có cái bổn phận của mình hết. Họ bảo đây con quay cho chú. Ok, con yeah, chú tên cháu ở Trung Quốc, ok, sao? Tại vì cháu thấy có người Việt Nam. Chú thấy có nhiều người Việt Nam. Okay, đây sao? Anh em tập trung anh Tết thôi chú ạ. Còn okay, con nói chú như thế này. Ok, bây giờ được nào chú cũng cảm ơn cháu lên phản biện. Bây giờ con cái nhân vật nó qua một bên. Chú không có muốn cái nhân vật đó con, sau này cháu. Con chỉ phản biện là cái vấn đề là các chú không công nhận Bác Hồ thôi. Còn con ở ngay sau nhà Bác Hồ luôn. Nếu ai mà cứ tìm chó thì cứ về ngay sau nhà Bác Hồ. Con ở trên năm mấy mà con ở Bác Hồ. Chết năm nào mà con nói con ở sau nhà Bác Hồ. Cứ cháu con biết là nó dựng lên. Các bạn chờ một tí xíu thôi nha. Nguyên nhân mất nick. Nguyên nhân mất nick. Hà My. Chờ sau cái cậu đó, cậu ấy lừa về thằng Tân Thái. Rồi xong. Chuẩn bị. Nó rất là thành công trong cái chuẩn bị mất nick. Nó đến đoạn mất nick. Nó tiêm nhiễm và có vào trong cái tuổi trẻ. Cái điều này là cái điều Tân Thái biết từ lâu rồi. Nhưng mà lịch sử nó mang tên Tây một tí là nó cho lên mà. Là sự thật. Chắc chắn là nó sẽ nhớ cái làn ngọng lên. Không chạy đi đâu hết trơn. Chắc chắn nó sẽ sụp đổ. Nó không chấp nhận nha anh chị em, nó không chấp nhận. Chắc chắn là như thế. Cam đoan là như thế. Mẹ. Đúng rồi, nghe Tân Thái như nghe một thằng này. Mình đâu có biết được đâu. Nó có thể nó sử dụng Facebook không? Nó có thể nó sử dụng Facebook mà ở bên Việt Nam nó qua Trung Quốc nó xài được không? Trung Quốc thì không chắc có chắn là nó sụp đổ. Mình đâu có biết nó nói sao mình hay vậy. Mình đâu có biết đâu, thì bây giờ nó nói như vậy mình hay vậy thôi nha. Không anh chị em đâu có camera rồi. Chuẩn bị đến đoạn mất nick. Đi vào lại. Đúng rồi, mình cũng quên cái vụ đó. Trung Quốc không có Facebook mà làm sao mà nó sử dụng được Facebook cháu. Nó gáy ghê lắm. Mình lương lên cái gì nè, anh hỏi thử. Nó
Thần Thái ơi là Thần Thái. Thần Thái ơi là Thần Thái, mày ác mày trả nó cho tao nghe. Đúng rồi, Facebook bên Trung Quốc Nam cho Facebook, Nam sử dụng Facebook. Nó chỉ sử dụng là Weibo. Weibo với lại không có camera anh Dũng. Tân Thái ơi, trả nước cho Hà My đi. Sử có mấy câu sơ sơ thôi mà làm gì mà ác thế. Ngoài lâu lắm, lúc đó ngay cũng có camera hết mà. Không có hết. Ừ, cũng hay có hết. Mấy ngày này ở đâu ta? Nít này ở đâu? Ở Việt Nam chứ phải ở... Nít này ở đâu ta? Ở đây, đây, đây. Xuân Mỹ. Bắt đầu đưa cái này lên, bắt đầu em lên này, xong cái này em lên này, xong cái này em lên này. Thằng bé này thì đây này. Đó, nó rà ra cái Facebook của thằng bé đó. Nó đang rà ra cái Facebook của thằng bé đó, thì ở đâu? Thằng bé nó ở ngay Lăng Bác Hồ luôn. Mà nó nói dối, nó ở Trung Quốc. Nó ở Trung Quốc luôn, nó tụi nào gì đó. Em chửi nè, bắt đầu em chửi. Chửi mấy câu mà mất tích. Chửi mấy câu không biết luôn. Mày chơi xấu tao quá thằng Thái ơi. Ba quẹ mày kỳ. Thôi từ mai mày không dám chửi Tân Thái nữa. Túp 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 túp. Nó kêu em túp 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 túp. Bây giờ coi như là nghe Tân Thái mà nói chung là như là nghe hài. Không còn một cái gì. Nhiều khi tức thì tức mà nghĩ lại đúng rồi, nó sẽ hài chứ không phải là không phải là nó tuyên truyền. Lên chửi có mấy câu rồi sáng xuống là bay nít luôn. Chơi ba que tụi bay xấu bà cố luôn. Em lên làm được mấy câu xuống đi luôn. Không có ngày trở lại. Đất nước Việt Nam thì đang yên bình, đúng không? Người dân coi như đón một mùa xuân rất là thoải mái. Anh em coi như đến nhà nhau chơi chẳng hạn, như thế là quá vui vẻ mà nó mấy. Tấu hài đầu năm mà. Nó làm tấu hài kể cả đêm giao thừa luôn á. Qua giao thừa mình luôn á. Thì qua giao thừa anh xem mà. Nói chung là mấy cái thằng này nó đùa mà. Không còn một lời nào để nói nữa. Nhưng mà thôi, nói thì lịch sự mấy anh thôi. Mấy anh em mở cái đầu óc ra, đừng có nói phẳng nữa. Để mà nghe bọn em coi như là nói những cái câu mà hoa mỹ nhưng mà sâu cay mà cay độc có, luôn. Có cái bình đó đó kìa. Có cái bình đó đó kìa, bình nước đó kìa. Cái bình nước của mình. Cái bình xịt tay này. Nên chi nít anh bạn hả mày chưa dám chửi. Em chửi là đi tháng liền. Em mà chửi là đi tháng luôn. Đợt vừa rồi ra 3 ngày ấy. Mà đợt này nó ra 1 tháng luôn đấy. Chết luôn đấy. Dùng lít vụ thì mà mọi người không biết. Cho nên hôm nay ngồi Hà My ngồi im không nói gì cả. Không dám ra gió luôn. Yếu đâu dám ra gió. Mà không biết là dạo này mặn dữ nhỉ, đúng không? Dữ. Dữ quá nhỉ, hơi một tí xíu. Hay căng quá. Giờ không biết làm sao nữa. Chửi quen rồi, bây giờ lên nói đàng hoàng không được. Kỳ. Bây giờ chửi quen rồi, bắt em lên nói đàng hoàng em nói không được. Chào anh Michael Bách. Có bạn nào ở đây lên giao lưu tí không? Có bạn nào lên thì ok. Lên gặp anh Bằng. Có ai lên ha? Ai không ăn Tết hả? Chào chủ nhà. Cùng mọi người. Mặc em cũng em có người lên kìa anh. Ok kìa.
Thái Ngọc Nhiên đừng chửi nha. Không Thái Ngọc Nhiên mà không chửi nữa rồi. Thái Ngọc Nhiên giờ sợ lắm rồi. Em bấm vô camera đi chứ. Em bấm vô camera. Đấy, thế như này. Không thể mời được hả? Đang thêm ấy. À, tưởng đâu không thể mời. Cho la không cho lên. Hay quá, hồi hôm em lên nhà Tân Thái nó báo cáo nick của em vậy mới lấy ra được nè. Anh mới được từ 2:30 chiều nay. À để em vô lấy cái khúc này cho anh chị xem nè. Morning America. Nó diễn hài với Tân Thái đi. Hồi hôm nó chửi em nát nước hết trơn nè. Nguyên cái đám của tụi nó nè. Chuyện của mình sẽ giải quyết được nó. Nè. Cái bô nó liền đi. Khúc này cho anh chị coi cười ra đau ruột luôn. Good morning. Good morning. Good afternoon. Đây ra. Em nói mày không mời tao lên là mày hèn. Không nghe. Không nghe được cái gì hết. Nè. Nó nè. Chị vừa nó mời em lên nè. Hôm nó mời Nhiên lên hai lần lận. Con Thái Ngọc Nhiên á mà giống như vậy đó, lúc nhà cúp cửa của Thái Ngọc Nhiên mà Thái Ngọc Nhiên mà như vậy á để cho nó khỏi tởn anh. Chứ bây giờ nó chưa có sáng mắt đâu. Nó chỉ có bưng bô, một cái bô của nó không biết cái bô đó là bô cứt chứ không phải là bô cơm. Giặt cãi nó, thằng Dương Quy khải định theo đi có tay đi cứu bách chân rồi. Bây giờ tụi nó chịu mà khải nhữ nó hai phút nữa cái bà khô bằng hai phút nữa lên. Hồi hôm Nhiên lên á, hồi hôm Nhiên lên hai lần á mà nó báo cáo sập cái nít luôn. Nửa đêm gọi cho ông Hoàng kêu ông Hoàng cứu. Ủa Hà Mỹ đi xuống nhanh bằng hả? Xin chào cả nhà. Ôi nó hèn lắm, thằng này nó hèn lắm. Chào chú coi. Ủa Hà My, ủa anh Bằng mới xuống nhà Hà My hả? À. Ủa anh ấy đi đồng xoài về anh ghé qua mà. Bây giờ anh chị á, mà đi muốn lên nhà Tân Thái chỉ chiêu cho là nó sẽ mời lên hết à. Vô comment, ơi Tân Thái mày không mời tao lên đó là mày là thằng hèn. Ơi Tân Thái mày không mời tao lên là mày thằng hèn. Cứ nói như hoài là nó mời lên à. Tết em chúc anh Bằng nhiều sức khỏe, đánh ba que giỏi, Hà My cũng vậy. Và nhưng chúc tất cả anh chị em cũng nhiều sức khỏe, thức đêm giỏi đi đánh ba que với cùng anh chị em. Thôi nhưng gửi lời đến anh chị chúc Tết năm mới 2019 vậy được rồi. Rồi Hà My cũng chúc Nhiên nha, ăn Tết vui vẻ, lúc nào cũng trẻ đẹp và mạnh khỏe nha. Phải trẻ đẹp nữa, mạnh khỏe mới đánh được của em mới được. Trẻ đẹp nhiều rồi, bây giờ là tập trung chọc que thôi, chứ đánh gì nữa, chọc cho nó điên lên thôi. Lên múa lửa đó nhiều á, lửa nít nào mà lên múa lửa đó nhiều á, lửa cái nít nào chắc mà lên hút múa lửa đó nhiều á. Phải lên múa lửa cho giữ lên tí xíu nữa đúng không? Lên múa lửa đó nhiều á, nó tức khùng luôn. Sáng này bị bắt này Hằng My nói xuống lên nói cho Hằng My không xuống phải không? Hả? Nói xuống Nhiên mà không xuống phải không? Ừ. Hồi nãy Hà My lên nhà của Tân Thái gì ạ? Sập cái nít nào rồi? Hả? Hà My đi xuống nhà, lên nhà Tân Thái sập cái nít nào rồi? Sập cái vô tư á. Vô tư Nguyễn á. Vô tư Nguyễn á. Giờ anh Cầm làm á. Của anh Cầm á hả? Ừ, của cái của người phi phong luôn. Anh Cầm là làm cho một cái thôi, anh Cầm bảo là thôi bây giờ anh làm cho cái này em chửi vô tư. Lên chửi cái đi luôn.
đi xuống nhà chị Nhiên chơi đi. Đi thôi. Tết rồi, xuống Đi nhà đi. chị Nhiên chơi. Đi chơi. À, gì nè, tháng đột nhiên cố gắng Em ra chào Hà Nội anh. chơi nhé. Trời ơi, giờ này mà ra Hà Nội tiễn đâu đi, quên ở lộn lộn quên nữa, tính thang với anh Lê Minh Nguyễn kêu ông mua vé máy bay cho đi, mình bây giờ lên đánh bao que phải lợi dụng chứ, đúng không? Nghe nói lên trên mạng Facebook này lợi dụng dữ lắm, phải lợi dụng chứ, ai mà Việt kiều là phải lợi dụng mà. Lộn có Mắt ổng nữa em kém kìa. vậy, em mày nhìn sát vậy em mới thấy nè. Dạ anh. Em kém. Mới vừa lấy cái nick này lại nè anh Bằng Hà My, Gì hả? mà nó báo cáo hôm giờ mới lấy ra được đó. Thôi bây giờ có suy nghĩ là anh nói với em rồi, hiện nay á đừng chửi mấy anh ba que nữa mà chửi kiểu mấy mé thôi. Sẽ bảo với anh ba que ấy, bây giờ coi như là cải tạo cái đầu của mấy anh đi để cho anh hiểu. Hầu hôm á em lên nhà nó em đâu có chửi đâu, mà nó đưa bác Hồ lên thì em hát là như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời bác nay ta thành chiến thắng huy hoàng, 30 năm đấu tranh thành toàn vẹn non sông, 30 năm nước Cộng hòa chiến thắng thành công, Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm muôn năm. Em chỉ hát có vậy thôi mà đi xuống đã sập cái nít của em rồi. Sáng nay thì Hà My quân đi, Bác Hồ là ông nội bao que của chúng bay đó, Bác Hồ là ông nội là Việt Nam Cộng hòa chúng bay mất cái đi luôn. Cái nó nói em á là con thấy Ngọc Nhiên ngu dốt, con thấy Ngọc Nhiên bưng bô cộng sản, cái em trả lời nè, ơi Tam Thái tao bưng bô cộng sản tao cán vô họng mày hả? Cho nên nó cái em lên nè, em kêu nó bằng mày, cái nói nè tại sao em không lịch sự kêu nó bằng anh, nó ơi tao lớn tuổi hơn mày làm sao tao kêu mày bằng anh, nó giờ không Phụng kêu lên bằng chào anh một thì chút nó xíu, kêu Phụng bằng lên đây. rồi. Nhưng anh nhường 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 diễn đạt là cho anh Phùng nên nhưng đi xuống nha, Rồi. em Rồi. nghiêng nghiêng mình, em nghiêng mình anh Bằng đá em xuống đi, Nghiêng mình á, nghiêng mình qua anh Bằng đá cho. nghiêng 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 Đá. anh mình đá em xuống. Rồi, mời Phụng lên. Lên đâu? Bước lên để em nói cho nè, bước lên. Không, không, không. Phụng lên ok đi cho dễ. Phụng lên đâu? Ok, Phụng lên đây. Đây Phụng lên có camera nè, Rồi đó. đấy. Đăng thêm Phụng lên. Rồi, xin chào. Hello. Chào anh Bằng, chào Hoàng My nhá, chào anh em trên diễn đàn, chúc mừng năm mới nhá, chúc anh Bằng năm mới mạnh khỏe. Rồi, ok, cảm ơn. Thôi không, anh nhiều tiền rồi không chúc nhiều tiền nữa đâu, chỉ có giữ nguyên như thế thôi. Đúng rồi, chủ yếu là năm mới mình sống hạnh phúc là được, đúng không? Hạnh phúc nó bao gồm coi như không phải nhiều tiền mà đã hạnh phúc về tinh thần và Chứ về em là em nói với anh là bây giờ em với cả Thái Ngọc Nghiên bọn nó phong vào thánh chửi rồi, vật ba que là phải chửi mới nghe được, không được không phải chửi. Không, Phụng đấy là một số anh em thì phối phong là thánh chửi chứ gọi ba que chưa chưa phong. Ba que nó không bao giờ nó phong mình cả, anh em mình là phải phong với nhau là thánh chửi ba que. Hà My là bây giờ là vớt bằng thánh chửi rồi. Cái gì anh nói gì, anh nói gì? Và Hà My là bị mất bằng thánh chửi thôi. Là sao Anh Bằng đang ở đâu đây? anh đang ở nhà Hà My, hôm nay đi Đồng Xoài xong về qua Sĩ An này Dạ. ghé thăm Hà My mà. Mình anh đi à? Anh đi Đấy nha, anh bảo nha. có nhỏ nhanh thôi. Đấy nha, ngoài miền Nam, miền Bắc nhưng mà vẫn phải nhớ miền Nam là phải có cây mai. Đấy. Đấy. Nói Nó phải có cái cành đào, anh ạ. chung là ở ngoài Bắc có rất nhiều cái tình cảm với miền Nam, anh cũng mới có cái mai như thế đúng không? Anh biết là em phải đi đào cái cây đào này mà mấy giờ đêm mới về, 2 rưỡi đêm mới Đi về. Hà Giang mà đúng không? Hôm nay anh mới biết là chú đi Hà Giang mà. À anh Phùng Lên ơi, ơi à, anh Lê Minh nói là anh nhắn số điện thoại lại cho anh Lê Minh với kìa. Lê Minh là ai Anh Lê à? Minh này, anh đọc trong comment á, tại ít bữa nữa anh về nè. À, cuối tháng 3 này anh về nè. Lê Nguyên Minh. Anh là anh Lê Nguyễn anh Minh thấy á. cây đào này em chăm tay anh cho em chăm một năm nay đây. Anh Lê Nguyễn Bây giờ Minh nó bắt á. đầu mới ra hoa.
anh Lê Nguyễn Minh đó. Rồi rồi, tí anh xem. À, thế là anh ở đấy ăn cơm uống rượu xong mới về. Đúng chưa? Rồi, anh phải ăn cơm uống rượu chứ. Cỡ khoảng 10, 11, 12 giờ rồi mới về. Nào, 1, 2 giờ sáng rồi đây anh ha. 2 giờ sáng về cũng được. Nếu... Thôi tốt nhất là anh cứ bao giờ về không quan tâm, bây giờ anh cứ ăn cơm uống rượu đi, say đi. Chào Trương Minh Thảo. Ở Tết ở ngoài Bắc năm nay nó nắng quá anh ạ. Nó như Tết miền Nam luôn. Yeah. Nhiệt độ toàn 27, 28 độ. Yeah. Đúng rồi, hôm nay ở chỗ Đồng Xoài đấy, anh vừa thấy về, thì ở dưới đấy khoảng 30 độ, nóng kinh khủng. Mai nó nở hết cả. Đây là mai ở trong Bình Định gửi ra đấy. Thằng cu nhà em nó mang về. Đúng rồi, ở ngoài Bắc mà có cái mai là quý, rất quý. Vâng, ở ngoài Bắc thì ít chơi mai hơn, chơi đào nhiều. Ở miền Nam thì như ở Bình Định em vào ấy. Năm ngoái là thì kiểu em chơi gì đào. Tết cũng phải có một bò, một chậu đào. Cúc. Một chậu cúc to mới cả mai. Thế vậy. Nhưng nói thôi, Tết nhất năm nay nói chung là tình hình giao thông ở đây là ít tai nạn. Đỡ rồi đúng không? Vâng, không có, mọi năm ở đây vườn nhà em này phải vài vụ, nhưng mà năm nay thì... Đúng rồi, thì hôm nay anh đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Xoài nó cỡ khoảng 130 cây. À, Hà Mỹ không về Huế. Hà Mỹ không có về Huế, Hà Mỹ đang ở miền Nam. Hà Mỹ ra Tết mới về Huế. Mà nói chung là thấy đi dọc đường không có một cái vụ tai nạn giao thông nào cả. Chứ mọi năm thì mình cứ đi Tết mà xuống dưới cái vùng ngoại thành cũng có, nhưng năm nay thì ok. Cơ bản là bây giờ người dân người ta cũng hiểu hơn, người ta chấp hành hơn, vì đi ra đường tham gia giao thông người ta ít uống rượu bia nhiều. Đúng rồi. Thực tế ra là cái vấn đề ngày xưa cái thì bia rượu thì nó kinh tế nó cũng còn khó khăn. Cánh cùng là chẳng ngày Tết uống bia uống rượu nhiều, nhưng bây giờ mọi người ta có ý thức hơn nhiều, càng có ý thức hơn. Em nói với anh, bây giờ ở đây chẳng hạn như ở đây mà hai vợ chồng đi chúc Tết, chồng say là vợ đeo vì sợ công an phạt. Được hay. Nói chung là cái tình hình mà tai nạn giao thông thì nó đỡ đi càng bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, đúng không? Đúng, cái vì thật ra cái này nó cũng là một phần là tuyên truyền của chính quyền, nhưng một phần là cái ý thức của dân nó phải quan trọng hơn, là mình phải chấp hành nhiều hơn. Cái hôm nay mà anh đi xuống Đồng Xoài cũng đi cái quốc lộ 13 mà đi cái đại lộ 741 ấy. Hả? Tức là không có công an, người ta đứng ở bên đường, như mọi người anh thấy là chạy tốc độ xe thì đúng tốc độ thôi. Anh thấy một số khách thì người ta đi trước mình đấy, người ta chạy chỗ nào 50, 60, 80 số 11 giờ thì người ta cũng thấy cũng đảm bảo. Và tuy nhiên là không thấy mấy anh cảnh sát giao thông đứng đường gì cả. Cái đó là cái rất tốt. Không, riêng về công an mình thì Tết này thì gần như chỉ có trường hợp tai nạn hoặc những cái phần nghiệp gây rối trật tự thì người ta can thiệp thôi, chứ còn bình thường thì người ta để cho người dân thoải mái mà. Quá. Nhưng mà hết ngày 3 ngày Tết thì bắt đầu họ mới làm việc. Tức là để cho người dân gọi là cũng thoải mái một chút, có thể là không đội mũ bảo hiểm, có thể là thế đó kia là thoải mái chút. Vì là người ta có gia đình cũng 3 người đèo 3 thì bình thường hàng ngày là phạt, nhưng mà thôi Tết nhất thì để bà con vui vẻ đầu năm tránh xui xẻ. Không, ở Việt Nam mình nó hay là hay như thế, cái luật nhưng mà nó vẫn có cái lệ đấy, cái pháp luật Việt Nam nó phát triển theo không. Cái văn hóa của anh nhớ Việt Nam. Cái 3 năm anh đi Ban Mỹ Thuật đấy thì là vẫn có nhiều cảnh sát giao thông ở Bình Dương, chính bạn anh coi như hé thằng bị phạt nghĩ hôm nay là không có công an đây phóng đấy, cũng hai em bị phạt. Mày lại đưa em sang à? Thế thôi anh lên muốn lên gặp mặt anh em tí chúc mừng năm mới thôi. Rồi. Còn em cũng phải rồi, đi chúc Tết mừng tí bây giờ. Năm mới Phụng lên. Rồi hẹn gặp lại nhá. Em chào anh nhá, chào mọi người trên đàn nhá, chào tháng 3, tháng 3 dương lịch anh sẽ ra, anh em mình sẽ gặp nhau. Vâng. Ok. Vâng. Em chào anh. Chào anh. Con xin chào tất cả các bạn. Mừng coi như nick được trả lại. Chúc mừng anh luôn. Vâng. Tôi xin tạm biệt tất cả các bạn nhé. Em chào chị Võ. Em chào.
Mm-hmm.